Sau khi được cấp phép khai thác chính thức giai đoạn 1 bến cảng 1A, đến thời điểm này, bến cảng 1A của dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 đã sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để thông quan quốc tế. Đây là bến cảng 1A giai đoạn 1 của dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná để đáp ứng các điều kiện phục vụ thông quan quốc tế. Từ cổng vào đến bến cảng, đơn vị chủ đầu tư đã lắp đặt 18 camera giám sát, 2 trạm cân cùng hệ thống hàng rào kho bãi và đầy đủ hệ thống phòng cháy chữa cháy nhằm làm việc cho các lực lượng chức năng. Để đạt được cái điều kiện cấp mã cảng hoạt động quốc tế thì chúng tôi phải có kho bãi được hàng rào theo quy định, cũng như là hệ thống giám sát bằng camera đủ cái dung lượng lưu trữ trong 60 ngày, tạo điều kiện để truy cập các cái dữ liệu khi cần thiết. Ngoài ra các cái điều kiện về phòng cháy chữa cháy cũng như là địa điểm làm việc cho các đơn vị hải quan, cảng vụ cũng như biên phòng thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị để đạt yêu cầu. Để đáp ứng yêu cầu đối với việc bốc xếp hàng hóa qua cảng, trước mắt đơn vị chủ đầu tư đã bố trí 2 cần cẩu có trọng tải trên 180 tấn và sẽ tiếp tục lắp đặt thêm cẩu đáp ứng kịp việc bốc xếp hàng hóa khi số lượng tàu cập cảng gia tăng. Trong thời gian tới khi mà tiếp nhận các cái tàu quốc tế lớn hơn với size tàu từ 4 vạn tới 5 vạn rưỡi thì chúng tôi sẽ huy động thêm các cái thiết bị cẩu cũng như là các thiết bị phụ trợ khác để đáp ứng cái thời gian năng suất làm hàng cho cái tiến độ làm hàng cho tàu. Được biết sau khi tiến hành kiểm tra thực tế lần cuối về các điều kiện, mới đây Chi cục Hải quan Ninh Thuận đã đề xuất Cục Hải quan Khánh Hòa có văn bản trình Tổng cục Hải quan xem xét cấp mã hoạt động quốc tế đối với bến cảng 1A của dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná. Về phía Ninh Thuận đã ban hành kế hoạch giao nhiệm vụ đối với các sở ngành, cơ quan chức năng và địa phương trong việc hỗ trợ đơn vị chủ đầu tư đưa vào khai thác bến cảng 1A một cách hiệu quả nhất. Đã triển khai thực hiện đưa cái bến 1A vào khai thác sử dụng làm sao có hiệu quả. Thì trong cái kế hoạch đó, thì phân công nhiệm vụ cho tất cả các ngành để mà hỗ trợ nhà đầu tư trong cái việc là kết nối các hãng tàu để vào cái khu bến 1A, làm sao đó khi mà khu bến 1A hoạt động thì nó sẽ thu hút được cái nguồn hàng vào cái tỉnh, rồi từ tỉnh đi các địa phương khác. Là cảng biển nước sâu tiếp nhận tàu trọng tải lớn và công suất hàng hóa qua cảng khoảng 3,7 triệu tấn trên một năm. Sau khi được cấp mã cảng biển quốc tế, giai đoạn 1 cảng biển tổng hợp Cà Ná sẽ là nơi trung chuyển hàng hóa của vùng Nam Trung Bộ cho toàn bộ khu vực ASEAN. Đặc biệt, đây sẽ là cơ sở quan trọng tạo dựng khu đô thị hậu cần, công nghiệp, khoáng sản, năng lượng, góp phần giúp tỉnh Ninh Thuận tối ưu hóa tiềm năng, lợi thế và bứt phá vươn lên trong những năm tới.